Còn đây là sự xuất hiện của Phạm Thế Dung, võ sĩ đến từ Đà Nẵng. Cả hai võ sĩ sẽ tiến về khu vực bàn thờ để bái tổ trước khi có những cuộc tranh giải trên võ đài võ thuật. Sự thượng võ được thể hiện qua nghi thức bái tổ của các võ sĩ thi đấu nội dung đối kháng võ thuật cổ truyền Việt Nam. Bây giờ là xuất hiện của nữ võ sĩ Sonia Divi Mamba của câu lạc bộ Thanh Long Võ Đạo, đại diện cho quốc gia Ấn Độ. Và đối thủ của Sonia Divi Mamba là nữ võ sĩ Phạm Thị Dung, Phan Thị Dung của đơn vị Đà Nẵng. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa hai nữ võ sĩ, khoảng cân 52kg. Và bây giờ là giây phút của Lão Hổ Thượng Sơn và Sonia Devi Mamba có lẽ vẫn chưa học đến Lão Hổ Thượng Sơn. Và Phan Thị Dung đang là người dẫn trước với lợi thế 1 điểm nhờ màn xe đài của mình. Và Sonia Devi Mamba vừa bị trừ 1 điểm về lỗi trang phục, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tinh thần thi đấu của hai võ sĩ cả. Liên tục là những cú đấm của Mai Bang về phía Phan Thị Dung. Ngay lập tức thì Phan Thị Dung đã nhảy ngựa di chuyển ra. Nữ võ sĩ Phan Thị Dung của đội tuyển Việt Nam là nữ võ sĩ có thể chất cao hơn, sải chân tốt hơn, nên những cú tỉa giáp của cô sẽ rất nguy hiểm đối với một người thi đấu với thế kèo ngược lại giống như Mai Bang. Cú đạp trích ngang của Mai Bang đối với Phan Thị Dung, nhưng Phan Thị Dung đã nhanh nhẹn né được. Lại thêm một cú đá chính xác vào giáp của Thị Dung đối với Mai Bang. Liên tục là những tình huống đổi đòn đấm của Mai Bang. Sự áp sát của Mai Bang đang gây rất nhiều khó chịu cho Phan Thị Dung, võ sĩ của đơn vị Đà Nẵng. Liên tục là những tình huống tỉa giáp của Phan Thị Dung, nhưng ngay lập tức cô phải chịu cơn mưa đòn đấm tới từ Mai Bang. Mai Bang đang lấy đòn tay để khỏa lấp lại khoảng trống ở những đòn chân mà cô bị đối phương ghi điểm. Liên tục là những tình huống đổi đòn và những cú đấm vô cùng chính xác của Mai Bam trước Thị Dung. Thị Dung đang lên nhịp ngựa để tìm những cú đá chính xác vào vùng giáp. Liên tục là những tình huống đá trúng giáp của Thị Dung trước Mai Bam, nhưng những cú đấm của Mai Bam cũng rất kinh khủng, dồn dập về Thị Dung sau những tình huống đạp trích ngang. Những cú trích ngang đầy nguy hiểm của Mai Bang, nhưng cô đang phải chịu vô số những cú đá thẳng vào giáp trước Thị Dung. Thị Dung thi đấu đang rất thông minh khi có những tình huống sử dụng lợi thế sải chân dài của mình, không khá tốn sức và tỉa giáp. Đây là sự nhanh nhẹn của võ thuật cổ truyền Việt Nam, lấy nhu chế cương, lấy ít địch nhiều. Và ngay lúc này thì thi đấu thứ nhất ở hạng cân 52kg nữ, trận đấu giữa Phan Thị Dung của đơn vị Đà Nẵng, đại diện đội tuyển võ cổ truyền Việt Nam, đối đầu với Sonia Devi Mai Bam, võ sĩ đến từ Thanh Long Võ Đạo Ấn Độ. Và đây là võ sĩ góc đài đỏ Phan Thị Dung. Và chúng ta sẽ có một trận đấu Việt Ấn tiếp theo. Và sự trùng hợp lại là một võ sĩ của Thanh Long Võ Đạo Ấn Độ đối đầu với Nguyễn Giang Sơn đến từ đơn vị Đà Nẵng ở hạng cân 65kg nam. Somendro Singer Khang Em Bang sẽ đối đầu với Nguyễn Giang Sơn. Và đây là Giang Sơn, võ sĩ ở đài màu xanh. Ở hiệp đấu thứ nhất thì võ sĩ ở góc đài đỏ Phan Thị Dung đã giành chiến thắng trước Sonia Devi Mai Bang. Đây sẽ là một sức ép vô cùng lớn cho Sonia Devi Mai Bang khi cô đã bể thua 1-0 trước Phan Thị Dung. Và Phan Thị Dung gần phải giữ được lợi thế của mình trước Mai Bang. Và chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp đấu thứ hai của trận đấu hạng cân 52kg, trận đấu giữa Phan Thị Dung, đơn vị Đà Nẵng đại diện cho Việt Nam, đối đầu với Sonia Devi Mai Bang của Thanh Long Võ Đạo đến từ đơn vị Ấn Độ. Vẫn là những cú đá
đá rất chính xác của Thị Dũng trước Mai Bam. Mai Bam vẫn đang dồn ép đối phương vào những cú đấm của mình. Mai Bam là một võ sĩ không chơi tay khá tốt, nhưng bọc đấm của cô là vô cùng mạnh và gây sức ép rất nhiều lên người của Thị Dũng. Còn Thị Dũng đang thi đấu với một chiến thuật thông minh thì có những cú đá tỉa giáp và những tình huống ngựa ra vào rất hợp lý của mình để tích những điểm số trước Mai Bam. Một võ sĩ thi đấu vô cùng quyết tâm, sự lì đòn và những cú đấm vô cùng mạnh. Liên tục là những cú đấm chính xác của Thị Dũng lên người của Mai Bam, nhưng Mai Bam không dừng lại, cô tiếp tục có những cú chích ngang và đổi đòn đấm trước Thị Dũng. Tiếp tục là thể lực rất tốt của Mai Bam. Sự áp sát của Mai Bam đang khiến cho Phạm Thị Dũng không thể có những tình huống quét ngã. Sải chân dài đang giúp cho Thị Dũng liên tục là những tình huống đổi đòn chính xác của Mai Bam về phía Thị Dũng. Những tình huống tay đang bù lại những cú đá, nhưng những cú đá ở môn võ cổ truyền đá trúng giáp trúng đầu có số điểm là 2 điểm, có những cú đấm chỉ được tính 1 điểm và quét ngã là 3 điểm. Đây sẽ là một bất lợi vô cùng lớn với Mai Bam khi muốn thu hẹp khoảng cách ở hiệp thi đấu thứ hai này. Tiếp tục là những tình huống áp sát của Mai Bam trước sải chân dài của Thị Dũng. Thị Dũng vẫn đang cho mình tích những số điểm rất tốt bằng những đòn đá chân sau, những tình huống đá giáp lật thẳng vào giáp của Mai Bam. Và quý vị và các bạn đang theo dõi giải thế giới võ cổ truyền năm 2024. Giải thế giới võ cổ truyền năm 2024 được phát trên hệ thống kênh Sao Thể Thao, Võ Việt và Việt Nam Sport. Quý vị các bạn hãy share và like, chia sẻ trận đấu đỉnh cao đến với khán giả trong nước và quốc tế để đưa phong trào võ cổ truyền ra đi lên. Và hiệp thi đấu thứ hai đã kết thúc. Chúng ta cùng chờ những quyết định điểm số từ trọng tài. Và đây là sự xuất hiện của nam võ sĩ Somendo Singh Khaemban, võ sĩ tiếp theo đến từ Ấn Độ đại diện cho Thanh Long Võ Đạo, đối đầu với Nguyễn Giang Sơn, Đà Nẵng. Khuôn mặt rất tự tin của Somendo Singh Khaemban. Và đây là võ sĩ Nguyễn Giang Sơn của đội tuyển Việt Nam. Và ở trận đấu ở hạng cân 52kg nữ thì Phan Thị Dũng của đơn vị Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 tuyệt đối, thắng điểm trước Sonia Devi Mai Bản của Thanh Long Võ Đạo Ấn Độ. Kết quả trận đấu, võ sĩ còn có hai đỏ thắng một. Anh Đức chuẩn bị anh Lý đi, thật 5 hả? Anh Lý luôn đi.